Nam Chinh Bắc Chiến, tự truyện, tác giả Hà Minh Sơn, giọng đọc Hải Yến, số 12. Sáng ngày 28, Trung đoàn 141 hành quân bằng ô tô, đưa tiểu đoàn 3 tăng cường cho trung đoàn 165, còn trung đoàn thiếu áp vào phía tây, chuẩn bị đánh bóc vòng ngoài thị xã. Cán bộ chỉ huy, cán bộ chính trị phải làm công tác tổ chức chiến đấu, xây dựng tư tưởng quyết tâm cho bộ đội trên đường cơ động. Riêng trung đoàn 209 vẫn ở lại Bắc Phước Vĩnh, sẵn sàng đánh viện. Rạng sáng ngày 31 tháng 12 năm 1974, chỉ 4 ngày sau trận Đồng Xoài, bộ đội ta nổ súng tiến công chi khu Phước Bình, pháo kích Phước Long. Đây lại là một bất ngờ nữa đối với địch. Tiếng nổ và sức công phá của đạn 130 ly càng làm cho chúng thêm hoang mang khiếp đảm. Các mũi tiến công của trung đoàn 165 và tiểu đoàn 3 phối hợp nhịp nhàng theo đúng kế hoạch. Tiểu đoàn 3 và 4 vượt qua cửa mở, đánh chiếm và mở rộng đầu cầu. Tiểu đoàn 5 bị địch ngăn chặn. Tiểu đoàn trưởng Lèo Việt Cường đưa bộ đội vào mở cửa. Tiểu đoàn 3 đánh chiếm bên trong. Thấy nguy cơ mất căn cứ, địch cho tiểu đoàn 1 và chiến đoàn 7 từ Bà Rá đánh vào sườn, làm tốc độ tiến công của tiểu đoàn 4 bị chặn lại. Đồng chí Họa, chính trị viên tiểu đoàn 4 bị thương, được cáng ra nhưng gặp phải mìn, hy sinh ngày 31 tháng 12. Về chiều, cuộc chiến càng ác liệt. Quân đoàn nhất trí với đề nghị của sư đoàn đưa đại đội tăng thiết giáp vào tham chiến. 14 giờ ngày 31, xe tăng ta từ sở cao su Phước Bình qua ngã tư chi khu. Một chiếc bị vướng mìn phải nằm lại, dùng hỏa lực bắn thẳng, diệt các ổ đề kháng của địch. Một xe chế áp chốt Vạn Kiếp. Hai xe tiếp sau lao vào cùng tiểu đoàn 4 đánh sân bay, tạo điều kiện cho tiểu đoàn 3 và 5 diệt nốt số địch còn lại. Tiểu đoàn 6 chặn đứng tiểu đoàn 1 chiến đoàn 7 địch, rồi tiếp tục truy kích khi chúng chạy về cầu Suối Dung. Ta làm chủ Phước Bình, chặt đứt một trong ba chân kiềng của địch lúc 15 giờ ngày 31 tháng 12 năm 1974. Chiều cùng ngày, tiểu đoàn 1 và 2 áp sát phía tây thị xã. Đêm xuống, trời Phước Long se lạnh, có pháo binh chi viện, các chiến sĩ tiểu đoàn 79 đặc công, các đội biệt động tỉnh bí mật tiếp cận đánh chiếm đỉnh núi Bà Rá, lấy mất con mắt thần của địch, bẻ gãy tiếp chân kiềng thứ hai của chúng ở Phước Long. Thấy nguy cơ bị tiêu diệt, đại tá Thành, tiểu khu trưởng, vội đưa sở chỉ huy nhẹ và tùy tùng về trại Lê Lợi. Đại đội 5 trinh sát cùng lực lượng tiểu đoàn 340 bảo an giữ cửa ngõ vào thành, cầu Suối Dung chốt Vân Kiều. Lực lượng tiểu đoàn 1 chiến đoàn 7 về Đông Hồ Long Thủy, Tây Bắc Tư Hiền 1 và 2. Theo yêu cầu của tiểu khu, tướng Ngụy Du Quốc Đống lệnh cho sư đoàn 5 đưa lực lượng lên chi viện. Nhưng Lê Nguyên Vĩ, tư lệnh sư đoàn 5, không chịu đưa, làm bọn chỉ huy Phước Long càng tuyệt vọng. Chỉ huy trưởng dọa bắn những tên lính bỏ chạy. Đêm mùng 1 tháng 1 năm 1975, trên các hướng, bộ binh ta đã tới vị trí xuất phát xung phong. Các binh chủng đã vào chiếm lĩnh trận địa. Sáng ngày mùng 2 tháng 1, pháo của ta bắt đầu bắn vào các mục tiêu quân sự trong tiểu khu, kiềm chế hoàn toàn các trận địa pháo địch. Sau đợt bắn phá hoại của pháo binh, các mũi bộ binh nhanh chóng xông lên, đánh chiếm các mục tiêu được phân công. Trong khi đơn vị bạn đánh chiếm ngã ba Tư Hiền, thì từ hướng Nam, trung đoàn 165, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 1 năm 1975, đã đánh địch và làm chủ khu vực Suối Dung và căn cứ Vân Kiều. Ngã ba Tư Hiền, một phần trại Lê Lợi, bến xe, phát triển hết khu chợ và khu dân cư, đến bãi trống giữa dân và tiểu khu, đến sườn đồi Sơn Giang. Đội hình của trung đoàn 165 chiều ngày mùng 3 tháng 1. Tiểu đoàn 4 ở phía đông Hồ Long Thủy. Tiểu đoàn 5 ở sườn đồi Sơn Giang. 15 giờ cùng ngày, lệnh của quân đoàn triển khai. Đồng chí Trần Quang Triệu, trung đoàn trưởng trung đoàn 165, xuống đơn vị nắm tình hình, báo cáo về quân đoàn và tổ chức đơn vị chiến đấu.
Thực hiện mệnh lệnh của trên, 15 giờ 40 phút, đồng chí Triệu cùng tác chiến trinh sát xuống tới tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn 4, gặp đồng chí Thuyết, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 và đồng chí Dù, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4 tại quan sát sở tiểu đoàn 6 ở Tây Hồ Long Thủy. Sau khi nắm tình hình và quan sát thực tế, báo cáo về quân đoàn như sau: địch ở phía Bắc cách 800 đến 1.000 mét. Phía Bắc khu nhà dân, địch im lặng không nổ súng. Về phía Tây Hồ Long Thủy, địch bắn nhiều nhưng hoàn toàn chỉ là súng nhỏ bộ binh. Về ta, tiểu đoàn 4 và 6 đã chiếm được các vị trí như trên. 4 xe tăng đang đứng ở Hồ Long Thủy. Tư tưởng bộ đội phấn khởi nhưng rất mệt. Lệnh của quân đoàn, đồng chí Triệu ở lại trực tiếp chỉ huy bộ đội đến kết thúc chiến đấu từ mùng 3 tháng 1 đến mùng 6 tháng 1 năm 1975. Giải phóng Phước Long xong, trung đoàn được lệnh ở lại bố trí lực lượng đề phòng địch chiếm lại để các đơn vị về làm nhiệm vụ mới. Diễn biến chiến đấu. Vào lúc 4 giờ 30 phút ngày mùng 4 tháng 1 năm 1975, đội hình trung đoàn 165 triển khai tiến công. Tiểu đoàn 4 cùng 4 xe tăng T-54 triển khai từ Bắc và Đông Bắc Hồ Long Thủy. Tiểu đoàn 5 theo sườn đồi Sơn Giang bảo vệ cho hai tiểu đoàn này. Đơn vị vừa triển khai xong thì máy bay địch liên tục oanh tạc dọc đường từ Hồ Long Thủy đến Suối Dung và sườn đồi Sơn Giang tới 9 giờ. Dưới mặt đất, địch cho bộ binh phản kích vào tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 6 rất ác liệt. Nhưng các đơn vị đánh bại các đợt phản kích của địch với khẩu hiệu đã nêu: còn cửa mở là còn tất cả, mất cửa mở sẽ mất hết, nên kiên quyết bảo vệ cửa mở. Đến 9 giờ 30 phút, cao xạ của ta đã vào trận địa, tổ chức bắn máy bay quyết liệt. Máy bay địch phải hoạt động tầng cao, hiệu quả thấp, sau đó máy bay không còn hoạt động. Bộ binh mặt đất cũng không còn phản kích. Trong thời gian trên, địch gây cho ta nhiều thương vong. Nhân dân có nhiều người bị thương trên trục đường. Cách giải quyết của trung đoàn: các đơn vị thuộc trung đoàn củng cố và giữ vững vị trí chiến đấu, kiên quyết không để mất cửa mở. Huy động một phần tiểu đoàn 5 với lực lượng cơ quan giải quyết thương binh tử sĩ, đồng thời băng bó cứu thương cho dân và đưa ra khỏi vùng ác liệt. Các đơn vị liên quan: trung đoàn 271 đi qua cửa mở của trung đoàn 165, tiếp cận địch ở tiểu khu. Khoảng 10 giờ 30 phút, trung đoàn 141 cùng xe tăng đi qua cửa mở của trung đoàn 165 vào vị trí chiến đấu. Từ chiều ngày mùng 4 đến hết ngày mùng 6 tháng 1 năm 1975, địch không dùng máy bay oanh tạc, chỉ có bộ binh của địch tác chiến với ta. Trung đoàn 165 chiếm trại đoàn Văn Kiều, thu hai khẩu pháo, phát triển sang Hồ Long Thủy. Ở hướng Tây, trung đoàn 141 chiến đấu quyết liệt với tiểu đoàn 1, chiến đoàn 7 trên khu vực cửa mở. Ta giành giật với địch từng căn nhà, ụ đất. Tốc độ tiến công của các đơn vị trên các hướng đều chậm. Một phần, bộ đội đã thấm mệt sau 20 ngày chiến đấu liên tục. Quân số, vũ khí chưa kịp bổ sung. Thời gian trinh sát chuẩn bị cho trận đánh quá ít, nên không nắm được địa hình, hướng phát triển, mục tiêu phải đánh chiếm. Mặt khác, quân địch trong tiểu khu đã bị dồn tới bước đường cùng. Chúng dựa vào hệ thống công sự trận địa, vật cản, ngoan cố chống trả. Quân đoàn 3 ngụy cho 53 lần máy bay F-5E và A-37 ném bom xuống trận địa, cũng gây thêm khó khăn cho ta. Trước tình hình ấy, Bộ Tư lệnh quân đoàn đã chỉ thị cho các đơn vị củng cố lại lực lượng, tăng cường trung đoàn 201 thiếu cho hướng trung đoàn 141. Đối với trung đoàn 141, ngày mùng 3 tháng 1, tiếp tục tiến đánh thị xã, nhưng tốc độ chậm hơn ngày trước. Tiểu đoàn 2 không phát triển được, phải vòng lại ngã ba Tư Hiền 1 để đánh vào, theo hướng trung đoàn 165. Để tăng cường lực lượng đối phó, quân đoàn 3 ngụy dùng trực thăng định đổ quân xuống thị xã, nhưng vấp phải lưới lửa phòng không của ta, không chiếc máy bay nào dám hạ cánh. Địch không tăng cường được quân, ta cũng chưa tiến được thêm. Trận địa ở thế giằng co, có ý kiến dừng tiến công để củng cố lực lượng chuẩn bị thêm. Theo dõi tình hình trong hai ngày đầu,
thấy các hướng tiến quân của ta đã chiếm được một số bàn đạp tốt, đã hình thành thế bao vây. Quân đoàn 3 và lực lượng tổng chủ bị ngụy đang mắc kẹt ở các chiến trường khác. Địch trong thị xã hoang mang dao động. Bộ tư lệnh quân đoàn thấy đây là thời cơ tốt, quyết định tập trung lực lượng đột phá khu vực then chốt phía nam tiểu khu, bao vây chặt, đồng thời thọc sâu chia cắt, tiêu diệt từng bộ phận, tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch. Vào hồi 5 giờ sáng ngày 4 tháng 1, pháo binh chiến dịch bắn phá mãnh liệt các mục tiêu trong thị xã. Được hai khẩu pháo 85, một khẩu 105 mới thu được của địch chi viện. Trung đoàn 165 cùng 6 xe tăng đột phá theo trục đường 110. Tiểu đoàn 6 chiếm bắc bãi xe, phát triển vào phía tây trại Lê Lợi. Tiểu đoàn 5 cùng 3 xe tăng đánh chiếm khu nhà thờ. Tiểu đoàn 4 đang vận động qua bãi Tha Ma thì bom địch đánh trúng làm tiểu đoàn trưởng Bùi Văn Dù hy sinh. Đồng chí Thức, chính trị viên phó và một số đồng chí nữa bị thương. Tiểu đoàn phó Bùi Viết Thường chỉ huy bộ đội tiếp tục đột phá. Trung đoàn 141 được tăng cường 4 xe tăng. Đại đội 7 tiểu đoàn 2 đánh qua trung tâm hành quân. Tiểu đoàn 1 thiếu đại đội 1 chiếm cư xá công chức. Tiểu đoàn 3 chiếm chốt bắc sân bay. Tiểu đoàn 2 và đại đội 1 tiểu đoàn 1 đánh vào tây hồ Long Thủy. Gần trưa ngày 4, máy bay lên thẳng địch liều lĩnh luồn lách qua lưới lửa phòng không của ta, đổ hai đại đội 238 tên thuộc liên đoàn 81 biệt kích dù xuống đồi Bắc Sơn, cầu Đắc Lung. Pháo binh ta tiêu diệt gần phân nửa, số còn lại chạy tan tác không tập hợp thành đơn vị được. Chỉ huy trưởng tiểu khu điện về Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 ngụy ở Biên Hòa. Tình hình nát bét cả rồi, đừng đổ thêm quân nữa. Từng là chiến sĩ Điện Biên vào đánh Mỹ, đã trực tiếp nhiều trận đánh địch trong công sự vững chắc, đánh chiếm chi khu, giải phóng quận lỵ Tân Hưng, Bù Đăng, Bù Đốp, Đồng Xoài, Phước Bình. Thấy thời cơ đến, dù không có thêm xe tăng thiết giáp, nhưng hiểu tường tận Trung đoàn 141, nên Sư đoàn trưởng Lê Nam Phong vẫn chớp nhoáng hội ý Bộ Tư lệnh và táo bảo quyết định dùng đại đội 7, đơn vị anh hùng và 4 xe tăng thọc sâu. Đại đội trưởng Phạm Văn Thiệu thống nhất với đại đội trưởng xe tăng Nguyễn Văn Thành cho 34 đồng chí ngồi trên xe tăng từ cầu Suối Dung mà Trung đoàn 165 đã đánh chiếm, dũng mãnh lao theo đường Mai Văn Mừng lên đại đội cách mạng, như mũi tên phóng thẳng vào trung tâm thị xã, làm cho kẻ địch bị bất ngờ đến nỗi khi bộ binh xe tăng ta đánh chiếm ti cảnh sát, chúng mới kịp trở tay đối phó. Khi xe tăng hết đạn quay ra, đại đội 7 ở lại đánh chiếm khu ngân khố, bệnh viện. Cho đến đêm 4 chỉ còn 8 tay súng, trong đó có chính trị viên phó Lộc và 2 chiến sĩ bị thương. Tại đây, anh em dùng nhiều loại súng, tận dụng công sự, tường nhà, các vật che đỡ, liên tục di chuyển lúc bắn, lúc ném lựu đạn, thủ pháo, lúc ẩn, lúc hiện, vẫn hô, trung đội, đại đội, làm cho địch không biết ta nhiều hay ít. Anh em đánh lui hàng chục đợt phản kích của địch, trụ giữ, cải thiện phạm vi đã chiếm. Cùng thời gian này, bộ đội trên các hướng đều đẩy mạnh tiến công. Đến chiều ngày 5 tháng 1, ta đã chiếm được 2/3 thị xã. Bọn địch còn lại co về hai khu vực chính là trung tâm hành quân và dinh tỉnh trưởng. Chúng vẫn ngoan cố chống cự. Về ta, quân số các đơn vị bị tiêu hao khá lớn. Có đại đội chỉ còn 5 đến 7 tay súng. Và còn nỗi băn khoăn day dứt, lo lắng đến cháy bỏng của chỉ huy các cấp là anh em đại đội 7 đã trụ ở trung tâm xào huyệt của địch hơn một ngày đêm rồi. Còn đêm nay và lỡ, hoặc nếu ngày mai ta chưa đánh tới thì họ sẽ ra sao? Sau nhiều ý kiến, tư lệnh quân đoàn quyết định xốc lại lực lượng, đưa pháo vào sâu hơn để trực tiếp chi viện cho từng mũi hướng, đưa lực lượng dự bị Trung đoàn 2 Sư đoàn 9 và 10 xe tăng vào hướng Sư đoàn 7. Tất cả đồng loạt tiến công, tiêu diệt toàn bộ quân địch trong thị xã ngay trong ngày 6 tháng 1. 4 giờ sáng ngày 6, cả hầm chỉ huy reo lên vui sướng khi nghe Trung đoàn phó Bế Ích Quân, người đi trực tiếp với tiểu đoàn 2, báo về đã liên lạc được với đại đội 7
đã nhắc đồng chí Thiệu thông báo và chỉ huy anh em phối hợp với tiểu đoàn 2, trung đoàn 2, sư đoàn 9 đánh chiếm dinh tỉnh trưởng. Nắm được vị trí đại đội 7 đang bám trụ, tham mưu trưởng quân đoàn Hoàng Nghĩa Khánh bổ sung nhiệm vụ cho cụm pháo binh chiến dịch và nhắc nhở trung đoàn 2 chú ý bắt liên lạc khi đánh vào trung tâm. 6 giờ 30 phút ngày 6 tháng 1, sau pháo bắn cấp tập, các mũi, các hướng đồng loạt tiến công. Trên hướng sư đoàn 7, trung đoàn 165 do trung đoàn trưởng Trần Quang Triệu và chính ủy Nguyễn Can chỉ huy đánh vào khu trung tâm. Trung đoàn 141 do trung đoàn trưởng Lê Dương Liễu và chính ủy Nguyễn Ngọc Doanh chỉ huy. Trung đoàn 2 sư đoàn 9 do trung đoàn trưởng Lê Tấn Cẩm và phó chính ủy Trương Minh Hoa chỉ huy. Đập tan các ổ đề kháng của địch trên đường cách mạng, đường Đinh Tiên Hoàng, khu tâm lý chiến. Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, đại đội 7 trung đoàn 2 gặp đại đội 7 trung đoàn 141. Hai đại đội anh hùng thành hai mũi đánh vào. Quân ta cắm cờ quyết chiến quyết thắng lên nóc dinh tỉnh trưởng Phước Long. Những tên địch sống sót tháo chạy về Bắc thị xã, bị các đơn vị bạn diệt và bắt gọn. 19 giờ, ta diệt nốt địch ở hầm ngầm sở chỉ huy trung tâm hành quân. Phối hợp với bộ đội chủ lực, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh, nổi dậy phá bỏ bộ máy thống trị của địch. Vậy là Phước Long, tỉnh đầu tiên của miền Nam, nơi cửa ngõ Sài Gòn, được hoàn toàn giải phóng. Qua 25 ngày đêm liên tục chiến đấu, sư đoàn 7 cùng các đơn vị thuộc quân đoàn 4 và nhân dân tỉnh Phước Long đã giành chiến thắng. Đây là thắng lợi to lớn, toàn diện. Ta đã phát triển tiến công nhanh, làm cho địch không kịp đối phó. Ta đã dùng quân ít mà thắng to, thương vong ít, thu nhiều chiến lợi phẩm, giữ gìn và bồi dưỡng chính trị tốt. Chiến thắng của chiến dịch 14 Phước Long đánh dấu bước suy sụp của quân ngụy. Quân chủ lực của chúng không còn đủ sức hành quân giải tỏa quy mô lớn để lấy lại các vùng, các căn cứ và thị xã quan trọng mà ta chiếm trên các địa bàn rừng núi và giáp danh. Chiến thắng này còn cho thấy rõ hơn về đế quốc Mỹ trong ý đồ và khả năng can thiệp của chúng vào miền Nam Việt Nam. Quân đoàn 4 được xác định là quả đấm chủ lực của bộ, vừa là lực lượng tại chỗ cùng quân dân Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ, chuẩn bị địa bàn tạo thế trận cho các đơn vị chủ lực khác cùng tiến công đánh chiếm Sài Gòn Gia Định. Theo phương án tác chiến đã được Bộ Tư lệnh miền thông qua, quân đoàn 4 bước vào tiến công địch trên hai hướng. Sư đoàn 9 trên hướng Dầu Tiếng đường 13, sư đoàn 7 đánh chiếm chi khu Định Quán, giải phóng đường 20, đoạn Bắc Túc Trưng đến Phương Lâm. Tiếp theo, giải phóng thị xã Lâm Đồng. Sau khi vui Tết cổ truyền Xuân Ất Mão, Xuân Tổng tiến công và nổi dậy của toàn miền Nam, sư đoàn 7 được bổ sung 800 chiến sĩ mới, đã qua nửa tháng huấn luyện. Súng đạn, đặc biệt là đạn hỏa lực, được bổ sung theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Mỗi đại đội bộ binh có một khẩu cối 60, 2-3 súng B-41. Sư đoàn có 3 khẩu cối 120, 10 khẩu pháo 85, 105 và 122 ly, 10 khẩu pháo cao xạ 37 ly và 123 khẩu 12 ly 8. Các mặt gạo, thực phẩm, thuốc men, quân tư trang khá dồi dào. Ngày 10 tháng 3 năm 1975, nghe tin chiến thắng giải phóng Buôn Mê Thuột mở màn cho chiến dịch Tây Nguyên và mùa xuân năm 1975, đã làm nức lòng cán bộ chiến sĩ mặt trận miền Đông Nam Bộ nói chung và quân đoàn 4 nói riêng. 5 giờ 20 phút, ngày 17 tháng 3 năm 1975, ta bắt đầu nổ súng tiến công các mục tiêu được phân công. Đến ngày 31 tháng 3 năm 1975, sau 2 tuần tiến công liên tục, sư đoàn 7 và đơn vị bạn cùng lực lượng vũ trang địa phương đã giải phóng hoàn toàn huyện Định Quán và tỉnh Lâm Đồng, mở ra hành lang chiến lược trên đường 20 từ Nam Tây Nguyên đến quốc lộ 1, tạo thêm bàn đạp tiến công Sài Gòn trên hướng Đông Bắc. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.